các bạn, trong buổi sáng hôm nay thì có một bạn nhắn đến hỏi tôi rằng là em có đi chùa bái đính, mua hương bát quái về, em đưa lên chùa làng em lễ ở ban Đức Ông rồi, em để đó một tuần mang về, rồi em treo ở giữa cửa nhà chỗ mặt tiền ấy, thì có được không ạ? Tôi sẽ làm video để mà giải đáp không chỉ cho bạn này cũng như là những người theo dõi video có thể hiểu hơn về về cái vấn đề này. Đấy, thực ra là về cái hương bát quái đúng không ạ? Thì chắc hẳn rằng là các bạn ra đường này, các bạn nhìn thấy nhà nào cũng treo hương bát quái. Thì tuy nhiên là không phải ai cũng hiểu được về cái ý nghĩa của hương bát quái. Đấy, bởi vì cái hương bát quái thì nó lại chia ra làm hương bát quái lồi này và hương bát quái lõm hay và hương bát quái phẳng. Có nghĩa là mỗi loại hương bát quái thì nó lại có một cái công dụng khác nhau, chứ không phải cái hương bát quái nào nó cũng dùng giống nhau. Đó, thứ nhất là bạn lên chùa mà bạn mua hương bát quái đấy thì mua hương bát quái về, sau đó để ở chùa làng ở ban Đức Ông. Thì tôi biết được rằng là bạn để ở ban Đức Ông là để muốn xin hay là còn gọi là khai quang cái năng lượng cho cái gương bát quái đó đúng không ạ? Một tuần mang về thì thường cũng rất là nhiều bạn hay để như thế này. Thì tuy nhiên là có rất là nhiều trường hợp mà tôi đã gặp, tức là cũng mang ra chùa để mà để ở đó. Tuy nhiên là khi các bạn mang về thì kiểm tra năng lượng nó không có năng lượng, nó tức là cái năng lượng nó không vào. Hoặc là cũng có bạn mà mang ra chùa mà nhờ sư thầy trì chú cho, nhưng mà tuy nhiên là sau đó kiểm tra năng lượng thì cũng không có năng lượng. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng một cái vật phẩm phong thủy thì chúng ta cần phải biết là cái vật phẩm đó nó có năng lượng hay không, năng lượng ít hay là nhiều, năng lượng mạnh hay là yếu thì nó mới có tác dụng để mà giúp chúng ta hóa giải những cái lỗi phạm về phong thủy đó. Trong cái trường hợp của bạn này ấy, thì tôi khuyên là bạn nên cần một sự tư vấn về cái sử dụng những loại hương, bởi vì cần phải xem là nhà bạn hiện nay đang phạm cái lỗi phạm phong thủy gì. Đấy, nhà bạn có bị góc nhọn chiếu vào hay không này, hoặc là nhà bạn là có bị những cái tia sát khí nó vào hay không, thì trước tiên là chúng ta phải xem là bị phạm cái lỗi phong thủy gì thì chúng ta mới sử dụng cái gương bát quái đó. Cũng như là khi mà bạn bị ốm bệnh ấy, bạn bị đau ở đâu ấy, thì chúng ta cần phải khám bệnh trước đã, thì sau đó chúng ta bốc thuốc mới chính xác được. Ví dụ như bị đau ở chân thì phải bốc thuốc ở chân đúng không, để chữa đúng không ạ? Chứ không phải bị đau chân mà lại cho cái thuốc uống chữa đau dạ dày thì làm sao mà khỏi được đúng không ạ? Vì vậy mà trước khi mua hương bát quái thì cần phải xem là nhà bạn ở đây hiện nay đang gặp phải cái lỗi phạm phong thủy gì, thì từ đó thì mới tư vấn được rằng là dùng loại hương nào nó phù hợp. Và chưa kể là gương bát quái thì phải khai quang thì nó mới có tác dụng để mà hóa giải, bởi vì khi mà khai quang xong thì nó mới có năng lượng. Đấy, nhiều bạn mang ra chùa xong mà mang về nhà thì nó cũng chưa hẳn có năng lượng đâu. Đấy, tôi cũng đã đo rất là nhiều cái gương bát quái mà mang ở chùa về và sử dụng thước tầm long để mà đo, thì thực tế ra là rất ít gương có năng lượng, thậm chí là năng lượng nó không cao đó. Thì trong video sau thì tôi sẽ làm một cái video để mà cho các bạn thấy xem là cái gương, hoặc là các bạn nào đã từng theo dõi video của tôi ấy, thì trước kia tôi cũng đã so sánh hai cái gương bát quái trước và sau khai quang nó khác nhau ở cái điểm gì, sử dụng con lắc cảm xạ này hoặc sử dụng thước tầm long, thì tôi cũng đã đo rất là nhiều những cái ví dụ minh họa thực tế xem là hai vật phẩm mà trước và sau khai quang nó có tác dụng, nó cái năng lượng của nó khác nhau như thế nào, thì nó rất là rõ ràng cụ thể. Đấy, tôi đã làm rất nhiều video rồi, thì bạn nào mà chưa xem là bạn có thể tìm lại video mà tôi đã làm trước kia để mà hiểu hơn về khai quang vật phẩm cũng như là năng lượng của vật phẩm. Bởi vì khi mà chúng ta dùng vật phẩm để mà hóa giải thì bản chất cái vật phẩm đó nó phải có năng lượng và được kiểm tra rõ ràng, chứ không phải là chúng ta cứ treo lên trong khi nó không có năng lượng gì thì nó sẽ không có tác dụng giúp chúng ta hóa giải đâu. Đây, trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ câu hỏi này, giải đáp câu hỏi này cho bạn có nhắn tin vào Zalo hỏi tôi, cũng như là những bạn nào đang có thắc mắc về vấn đề này thì các bạn xem được video này thì các bạn có thể sẽ hiểu hơn. Thì tất cả những câu hỏi sau thì tôi sẽ làm những video để mà giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc của các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi video trong ngày hôm nay, và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ kênh YouTube Tuấn Phong Thủy trong thời gian vừa qua. Nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực về phong thủy thì hãy nhắn qua số Zalo trên màn hình hoặc kích vào đường link Zalo bên dưới phần mô tả, thì tôi sẽ hỗ trợ giúp các bạn giải đáp những cái vấn đề, những cái thắc mắc.
Và đừng quên hãy ấn nút đăng ký và ấn thông báo hình quả chuông để có thể nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.